Rồi. Ok, bắt đầu vào bài năm mông thanh đòn với tựa lưng vào băng ghế. Điều đầu tiên ở cái bài tập này là các bạn lưu ý là các bạn cần một miếng mút như thế này để gối lên cái thanh đòn, để giữ thanh đòn, bởi vì thanh đòn sẽ đặt lên phần hông của các bạn. Điều thứ hai là hãy lựa chọn mức tạ phù hợp với sức tập của bạn. Điều thứ ba là hãy làm sao cho băng ghế này chắc chắn nó không bị trôi đi, bị trượt đi về phía sau. Vì với nhiều phòng tập thì cái ghế này rất là nhẹ, hoặc các bạn tập ở nhà cái sàn này là sàn gạch men, nó không phải sàn cao su, thì các bạn cần lấy tạ hoặc cái gì đó các bạn chạm cái ghế cho nó giữ đủ nặng để nó không bị trôi, vì như vậy sẽ gây chấn thương cho các bạn nha. Cái ghế là cái điểm tựa, cái lưng vào để các bạn trụ thì nó phải cứng. Rồi ok, bây giờ sẽ xỏ chân vô, các bạn sẽ nằm xuống như thế này. Rồi các bạn này nó không đau cái phần hông và phần cơ bụng dưới nha. Rồi các bạn sẽ xỏ chân vô. Rồi đút chân vô. Rồi vừa. Được không? Rồi. 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 Ok. Rồi tải nó hơi thấp một chút. Rồi nâng lên, nâng lên. Lấy thế nâng lên. Rồi. Rồi ok, các bạn sẽ tì vô cái phần lưng ở đây, vô cái ghế. Rồi các bạn sẽ dùng lực cơ chân và mông để các bạn đẩy thanh đòn ngang lên, để làm sao cho phần hông của các bạn nó ngang so với cái mặt ghế. Khi các bạn nâng lên, các bạn gồng siết và khóa cơ mông của các bạn lại. Nhớ, gồng siết và khóa cơ mông của các bạn lại. Xuống hít vào, lên thở ra. Hãy tập với số lần và số hiệp lặp lại theo sức tập và mức tập của bạn nha. Rồi chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, dạ. Yeah.